Hello quý anh chị khách hàng của em Ly Sibo nha. Bữa giờ đi tỉnh nhiều quá, không có cập nhật giá cũng như là xe cộ gì cho bạn được nhiều đúng không? Thì hôm nay em Ly vừa mới về tới Sài Gòn rồi, cũng thu được những cái xe rất là ưng ý các bạn. Nhập ý số máy là 107, 150cc, đầu trao chưa mở. Nhưng để cho các bạn với giá chỉ là 170 mấy thôi, thì các bạn có thấy được không? Thời điểm này tiếp tục là giảm nha các bạn. Mua được giá mới để cho các bạn giá mới, thời điểm nhạy cảm mà euro mà, cho nên là gì nó cũng rẻ hết các bạn. Thật sự là cái gì nó cũng rẻ hết, cái cả việc mình thu vào nó cũng vậy, phụ thuộc vào thị trường. Cho nên là em Ly có được những cái giá tốt cho các bạn nè. Như là ngày hôm nay biển số Sài Gòn 59C106986, 107 đầu trao chưa mở, cặp vỏ Dunlop, máy móc nguyên zin đó, để cho các bạn 170 mấy thôi. Các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể liên hệ cho em. Còn bây giờ thì em sẽ vào chiếc này là một, thêm một chiếc màu trắng này nữa là hai xe đều là số máy 107 hết. Đầu tiên là em màu đỏ này, 150cc nha các bạn, đỏ đen và trắng đen. Thì dàn ngoài thì đương nhiên là cái xe nào về em Ly cũng sẽ tu bổ lại, spa lại cho nó mới, nó đẹp cho các bạn nha. Nhưng mà tất cả đều là phụ tùng zin hết nha các bạn. Thì giữa hai xe là màu đỏ đen và màu trắng đen á, hai em này thì các bạn nhớ giùm em Ly với một cái điều, coi chừng nó lộn nha. Em này á, 107 màu đỏ này là đầu trao chưa mở nha các bạn, máy móc nguyên zin hết nha, đầu trao chưa mở. Cái xe màu trắng kia á thì cũng là xe zin luôn, nhưng mà trao đã mở rồi, nhưng mà đầu chưa rớt, máy chưa chạm nha các bạn, chưa có đụng chạm gì vào máy móc gì cả. Thì em sẽ quay cái em màu đỏ này trước cho các bạn để tham khảo nha. Đèn xi nhan nè, pha đèn nè, rất là mới rồi các bạn, rất là mới rồi nha. Đây, xuống tới dưới đây cặp vỏ Dunlop luôn. Vậy các bạn đỡ tốn tiền cặp vỏ ha, rất là mới. Đi đến trong đây là một cái đầu trao chưa mở. Thì những cái xe này á, nay thị trường các bạn cũng biết rồi, càng lúc càng giảm nữa, rất là khó khăn. Thì vào tiếp tục vào thêm cái mùa euro này nữa các bạn, là đa phần là anh em bán nhiều hơn là mua không à. Cho nên thị trường này mình sẽ hạ giá xuống một cái giá thật là tốt để mang cái sản phẩm này. Các bạn nào mà tìm đời 2011 thì các bạn có thể chọn lựa tham khảo được, thì ủng hộ em Ly nha. 107, 170 mấy triệu thôi, bao gồm là em Ly rút hồ sơ cho các bạn, vận chuyển về tận nơi cho các bạn luôn nha. Em này là màu đỏ đen, đúng màu trong cặp vẹt cho các bạn, nhưng mà dàn thùng dàn xám là đúng nguyên zin hết, không có bắn sơn lại nha mọi người, cực kỳ mới luôn nha. Áo cũng vậy, dàn áo zin, từng món đồ nó phải đạt chuẩn zin của nó các bạn, chứ không phải là áo mới, cũng không phải là áo V3 mà vào xe bán cho các bạn đâu nha. Tại vì giá trị của nó đó là tới vài trăm triệu lận. Cái bộ áo không này các bạn đi mua nó đã trên dưới 23-24 triệu rồi, mà một hai món đồ nó đã bể nát hoặc là lắp bùa sơn lại thì nó cũng sẽ giảm giá, nó rẻ hơn là 5 triệu 10 triệu là bình thường nha mọi người. Còn em Ly thì trước giờ các bạn biết rồi, một hai cái chân cái ngàm có thể gãy, nhưng riêng về dàn áo là phải bán đàng hoàng cho khách, liền nguyên vẹn hết, không có xé, không có bẻ, không có bẻ một lỗ to như thế này xong đắp bùa sơn lại ráp vào dàn áo cho khách, em là không có nha mọi người. Về máy móc cũng vậy, rớt bán rớt, zin bán zin, cái nào nó rõ ràng cái đó mình tư vấn từ đầu cho khách, để cho sau này chúng ta không có phải là lời qua tiếng lại, bán đúng giá trị, đúng chất lượng thì sẽ lâu bền và có chén cơm lâu dài lắm các bạn. Còn những cái xe này mà một hai cái món đồ nó gọi là nó pha đồ vô, nó lai đồ rồi á, thì nó rẻ hơn 5 triệu 10 triệu rồi các bạn. 1070 564 lốc máy chất zin, ốc tán là nguyên zin hết nha các bạn, mới tinh hết lốc nồi đó. 170 mấy triệu cho một em màu đỏ đen. Quay nắp chao cho các bạn rồi, thì bây giờ em Ly sẽ mở cái khoang máy lên rồi quay cho các bạn bên trong khoang máy nha. Dàn chân, dàn đồ xi, nước xi bắp bọng, IC đều là zin hết nha mọi người. Những cái sạc, những cái mâm lửa cũng như là IC thì em sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 6 tháng ha. Trong vòng 6 tháng nó có bị lỗi gì đó thì em Ly sẽ đổi cho các bạn hoàn toàn là miễn phí ha. Về cái đường điện á, tại vì những cái điện tử thì đương nhiên chúng ta không biết là nó chết lúc nào hết hoặc là nó bị lỗi lúc nào. Thì trong cái quá trình đó nếu như nó có bị lỗi gì đó thì em Ly cũng sẽ đổi trả cho các bạn hoàn toàn miễn phí hết nha mọi người. Đó, nguyên zin hết nha, rất là mới nha các bạn.
170 mấy cho một em màu đỏ đen đầu trao chưa mở ha. Tiếp tục thì em đây sẽ cập nhật cho bạn cái em màu trắng này, cũng là 107 150cc, cũng là giá 170 mấy, bao gồm thu hồi hồ sơ cũng như vận chuyển về tận nhà cho các bạn ha. À, thêm một điểm nữa nè các bạn, cái điểm này thì nó rơi vào cái thẩm mỹ của cái người khoét trống nha. Thì những cái xe này em đi mua về á, là nó chưa có khoét, cho nên là mình làm cái trống cho các bạn nhìn nó cũng rất là thẩm mỹ các bạn. Mình khoét nó nhỏ, nó vừa phải và nó ôm vuốt lên cái cặp đao luôn. Cái này thì nó là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng thể hiện ra được là cái thẩm mỹ của người thợ. Còn qua nhiều năm rồi thì có những người thợ người ta khoét nó to lắm, nó xấu lắm các bạn. Cái xe này cũng vậy nè. Đó, nhưng mà cái xe này lại khoét hơi to các bạn thấy không? Đó, thì nó nghiêng về cái thẩm mỹ của người thợ, nhưng mà nhìn sơ qua vậy thì khoét như vậy là cũng ok rồi. Có nhiều người thợ người ta cắt đứt cái này luôn các bạn. Rồi, vào lại chủ đề chính. Em này là 107 màu trắng đen, biển số Sài Gòn các bạn. Đầu trao thì mở rồi, nhưng mà cái xác xe cũng rất là mới nha. Da yên zin hết nha các bạn, da yên zin hết, cực đẹp luôn. Số máy em này là 107 mấy đây, 107 1075 các bạn. Hồi cái lóc máy quá đẹp, 1075361. Đó, ốc tán cũng nguyên zin hết. 59U1 90521, biển số xe ở quận 10 nha, chủ xe ở quận 10 nha các bạn. Các bạn nghĩa vào thử cái lốc lửa của em này cũng rất là mới nè, cốt bơm nè, mâm lửa nè, rất là đẹp luôn á các bạn. Mà nay giá thị trường có 100, gọi là 107 mấy thôi các bạn, chỉ bằng với những cái xe mà 106 anh em bán trên thị trường thôi. Nhưng mà các bạn có thể chọn lựa cho mình một cái chiếc xe cái đầu số nó cao hơn một đời ha. Đây, chất zin của xe đây các bạn, IC zin hết nha mọi người, khoang máy đây. Đó, dọn dẹp spa từ trong ra ngoài hết, về các bạn chỉ có đổ xăng và sử dụng thôi. Hai em này với giá là 170 mấy, trắng đen và màu đỏ đen. Các bạn hợp phong thủy màu nào thì có thể liên hệ cho em ha. Đó, hôm nay là em cập nhật hai xe cho các bạn. Số máy là 107, đăng ký là đời 2011. Các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể liên hệ cho em nha. Một cặp xe đời 2011 ngày xưa là tầm khoảng 190 mấy hoặc là 200 lẻ lượng, nay còn có 170 mấy là giảm giá rất là nhiều rồi. Tại vì nó phụ thuộc vào nền kinh tế, làm gì cũng phải phụ thuộc vào cái thị trường kinh tế hết các bạn. Thị trường tăng cao thì em sẽ thu cho các bạn một cái giá cao, thị trường giảm thì em sẽ cố gắng mua một cái giá nó hợp lý cho khách hàng và bán một cái giá hợp lý cho người mua, những người cần. Thì các bạn nào quan tâm về hai cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ cho em Lee Sibon nha. Còn bây giờ thì em Lee xin kết thúc video mình tại đây, hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Nãy quên quay cho các bạn hai cái pha đèn của hai cái xe này, pha đèn và đèn xi nhan, thì em Lee cập nhật lại ở cuối clip như thế này nha. Các bạn chịu khó xem hết đến cuối clip để mà coi được toàn bộ cái chất xe của hai em xe này nha mọi người. Hẹn gặp các bạn ở clip sau của em Lee Sibon nha.